Chiếc xe các bạn đang thấy đây không có điều hòa, cũng không có các chức năng giải trí, nhưng lại có giá trị tới 3 tỷ đồng, tức là tương đương với nhiều dòng xe sang có đầy đủ các công nghệ hiện đại. Vậy điều đặc biệt của nó nằm ở đâu? Xe Land Rover Series 2 đời 1965, sản xuất tại nước Anh. Nó là một trong những chiếc xe được Hoàng gia Anh rất là ưa chuộng và sử dụng cho đến tận bây giờ luôn. Tất cả cái khung ghế này vẫn là nguyên bản của xe, chỉ có cái đệm thì đã được may lại. Hệ thống pha đèn này, Stanlake này, vẫn là của zin của xe nhá. Duy nhất là trên cái phần mặt trước này có cái chữ này thì mình phải xử lý lại này, bởi vì nó bị rơi rồi đó. Còn mọi cái lưới này cho tới cái nắp xi nhan này đấy, vẫn cũ theo năm tháng. Cái màu sơn này thì là nguyên zin của nhà sản xuất, nó đã là màu như này rồi, nhưng khi tôi mua về thì nước sơn nó bị xuống màu theo thời gian và đã được sơn lại một nước sơn pha theo đúng cái màu của nhà sản xuất. Cái thân vỏ này là chất liệu hợp kim, gọi là đưa ra giống thân vỏ của máy bay. Đó lý do sau mấy chục năm, 60 năm mà nó không hề bị mối mọt hay hoen gì. Nó tất cả mọi thứ còn rất là đẹp, nó mọng mà nó phẳng. Mình không cần phải gò hàn lại một cái gì cả. Đó. Hiện tại chiếc xe này nó đang còn thiếu hai cái chi tiết để trở về một cái xe như nguyên bản. Đó là một cái lốp sơ cua, nó nằm ở trên mặt cabo này. Đó. Và một cái tời để khi đi rừng, đi sa mạc thì nó sẽ nằm ở đây. Đối với gương thì nó rất hay, gọi là có thể mình lắp ở đây. Lắp ở đây hoặc là có thể lắp ở đây. Đấy, đây là cái đường chờ để mình lắp gương. Cái lưới này là để dành cho những cái chuyến đi sa mạc. Đi sa mạc, đi vào những cái nơi mà rừng mà có các cái động vật thú dữ hoang dã thì là nhà thiết sản xuất người ta thiết kế ra cái lưới này. Và cái lưới này vẫn là cái lưới là của nguyên bản của xe và cũng được sơn lót lại theo cái màu của xe. Đấy. Một cái chiếc xe mà các cái thiết bị nội thất trong xe nó rất là sơ sài của 60 năm trước. Xe nó không có điều hòa, không có quạt gì cả. Cái logo để mà nói về cái đời xe này thì là nó vẫn nguyên bản đấy, cái tem này. So với những cái thế hệ xe sau này thì thực sự đây là một chiếc xe là quá đơn sơ, nó không có cái gì bên trong xe cả. Nó rất đơn giản. Đây đồng hồ tablo đây, đồng hồ km đây. Cái khoang sau này là cái khoang để chở khách, hành khách thì là có 3 hàng ghế. Thì mỗi hàng ghế có thể mình sẽ chở được khoảng 2 đến 3 người tùy theo cái thân hình. Lái chiếc xe này nó thực sự là nó không phải là dễ dàng đâu. Tất cả nó là cơ hết. Nó không có trợ lực gì cả, rất nặng. Nó không hề có sự nhàn nhã giống những cái xe hiện đại bây giờ. Nhưng với mình thì đam mê thì nó không có giới hạn.